Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì xe mình đang bỏ hàng tại cảng cá Phan Thiết. Hiện tại thì mình đã dê vào trong kho để bỏ trong đấy rồi. Bên ngoài đây là một bãi biển. Và hôm nay mình vào cái đường này thì nó rất là khó. Khi sáng thì mình phải đi còn nhầm cái đường luôn. Tí nữa về mình sẽ quay cho các bạn một cái hành trình ở cái cảng cá. Mình thì rất thích tàu thuyền. Chút nữa thì đi về mình sẽ quay cái hành trình đấy. Còn bây giờ mình quay qua về công việc bỏ hàng của các bác ở đây. Kho hơi chặt, mình phải dọn, phải lùi chéo vào. Nhỏ nhưng mà có võ. Nhỏ nhưng mà có võ. Chạy xe mới mẻ ven bờ biển, là
Chài. Đường hẹp quá. Dắt dùm con cái xe tới cái ạ. Cảm ơn ạ. Cửa biển đây các bạn này, bên kia này có mấy con tàu
du lịch rất đẹp. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn.